Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Miền Tây Daily. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái video mà mình đi nhận xe, mình uống bia Bivina đó, mình khui trúng thưởng được chiếc xe Tayga Airblade. Cái video này mình quay ngày 22 tháng 3. Hôm nay mình mới có thời gian rảnh để mình chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem. Ở đây là cái nắp bia trúng thưởng nè. Khi mình uống bia thì mình khui, nó may mắn, nó hên. Được cái nắp bia khui ra là thấy có cái hình chiếc xe LS đó. Thì mình khui trúng thì mình được nhận thưởng. Thì hôm trước là mình khui trúng ngày 11 tháng 3 năm 2022 đó. Mà đến hôm nay là cái ngày quay video nè, cái ngày mình đi lãnh xe là ngày 22 tháng 3 năm 2022, là 11 ngày sau mình đi lãnh. Đó, cái hình của chiếc xe chúng như vậy đó. Hiện tại thì mình đã tới cái chỗ mà nhận giải thưởng nè, là ở cái nhà phân phối bia Văn Hồng Quang ở đường Trần Bạch Đằng á, ở dưới khu đô thị Phú Cường á, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang á. Cái nhà phân phối bia là cái nơi mà người ta lấy bia trực tiếp từ công ty đó, rồi người ta mới bán lại để lại cho các cái đại lý bia mà mình hay kêu mình uống đó, là mấy cái chỗ đại lý nhỏ. Còn này là cái nhà phân phối. Hôm nay người ta trao giải thưởng ở ngay cái nhà phân phối này. Ở đây mấy em trai làm bên hãng bia đang làm cái thủ tục đó. Mình đem cái nắp bia trúng thưởng lại đưa cho mấy em trai đó, nó làm thủ tục với đưa giấy chứng minh, mấy em trai làm thủ tục để giao xe, nhận xe. Thì tính tới hôm nay là ngày 22 tháng 3 là được 3 chiếc rồi, trúng được 3 chiếc xe đó. Hôm nay là trao 3 chiếc luôn, là ở thành phố Rạch Giá không à, tỉnh Kiên Giang trúng 3 chiếc xe Airblade 125 phân khối phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ, có một màu một mà. Ở đây mấy em đây chuẩn bị trao giải thưởng nè, có người thân rồi đi theo chụp hình rồi nè. Cái chương trình khuyến mãi của bia Bivina này nó bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 2022 cho đến ngày 9 tháng 5 2022. Cái hạn chót đổi giải là ngày 15 tháng 6 2022. Giải nhất là một chiếc xe Honda Airblade 125 phân khối á, bản tiêu chuẩn, là tổng cộng có 88 chiếc lận, 88 giải. Giải nhì là 1 triệu đồng, có 1.000 giải. Giải ba là 20.000 đồng, hàng trăm ngàn giải. Giải tư là 10.000 đồng, có hàng triệu giải. Thì khi mình uống á, mình khui cái nắp bia ra thì nếu mà có trúng á thì người ta có in trong cái nắp bia á. Cái chương trình này áp dụng tại các cái tỉnh là Khánh Hòa nè, Phú Yên, Bình Định, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh. Đó, là chương trình không dành cho người dưới 18 tuổi. Thì cái hôm mà mình trúng là ngày 11 tháng 3 lận. Tại vì cái công ty bia người ta sản xuất trước rồi vài ngày, rồi người ta phân phối xuống các cái nhà phân phối, rồi nhà phân phối mới để lại cho đại lý bia, rồi tới ngày 14 tháng 3 mới áp dụng giải, là mình khu chúng ngay cái ngày 11 tháng 3 luôn đó. Để mình tâm sự với cô chú anh chị em và các bạn, nói chung là cũng hên, cũng may mắn. Nói chung là giống như bất kỳ một cái trò chơi hay là cái cuộc thi nào cũng vậy á, hay là mình chơi trúng số vậy đó, nó cũng hên, may mắn thì trúng thôi. Là hôm đó là 11 tháng 3 là ngày thứ sáu cuối tuần, tại mình đi làm mình được nghỉ thứ bảy chủ nhật đó, cuối tuần cái mình điện thùng bia lại nhà, mình rủ hai anh em lại nhậu chơi cuối tuần, rồi nhậu tâm sự giải trí, rồi mình điện cho cái người mà đại lý bia cái chỗ mà mình ưa kêu bia để mình uống đó, chỉ nói là chỉ đang đi giao bia cho người ta, hỏi mình có gấp không, thì chỉ quay lại chỉ giao cho mình. Thế mình nói mình không có gấp đâu, chị cứ đi giao đi.
Và đấy là nhờ chị đi giao xong thùng kia thì chị về nhà chị lấy cái thùng này chị giao cho mình đó, là nó vô tình nó mới trúng đó, nó hên may mắn mới trúng. Tại vì chị đem lại chị nói là bia này bia mới, có khuyến mãi có trúng thưởng đó đó. Mình cũng nghĩ là nếu có trúng thì cũng khui ra một thùng thì trúng nắp 10 ngàn, 20 ngàn thôi chứ đâu có nghĩ là may mắn trúng xe. Rồi mình lấy sẵn vài lon mình để trên ngăn đông á. Tới hai anh em lại kêu khui ra thì khui lon đầu tiên là trúng luôn đó. Mà bia mình mua, nhậu nhà mình đó, thằng em nó nhậu chung mình. Nó khui trúng. Rồi đó. Rồi hai anh em thỏa thuận là để cho mình đại diện đi nhận xe. Rồi lấy xe xong rồi bán xe chia tiền ra cho anh em, chứ cũng không có lấy xe để chạy nữa. Tại vì ai cũng có xe chạy hết trơn à, không có nhu cầu sử dụng xe. Cho nên lấy xong nhận giải xong thì lấy xe xong sẽ bán chia tiền ra cho thằng em nó khui chúng á, chia tiền với mình. Ở đây cái thằng em trai bên hãng bia nó hướng dẫn cho mấy cái người mà trúng giải đó để liên hệ để làm cái thủ tục để cấp biển số đó. Ở đây mình trúng giải rồi muốn có được biển số là mình phải đóng thuế thu nhập cá nhân nữa, giống như là mình trúng số kiến thiết vậy đó, phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân đó. Chiếc xe này trị giá nó khoảng 42-43 triệu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 10% là 4 triệu 2 4 triệu 3, rồi thêm 2% thuế trước bạ, nếu như mà hộ khẩu ở huyện thì đóng 2% thuế trước bạ, rồi hộ khẩu ở thành phố Gạch Giá thì đóng 6% giá trị xe thuế trước bạ, rồi tiền lấy bản số nữa cũng mấy trăm ngàn nữa đó. Rồi tính ra để lấy được bản số là cái người trúng là phải đóng hết là khoảng 5 triệu mấy đó, tùy theo là ở huyện hay là ở thành hộ khẩu thành phố Gạch Giá nữa. Rồi đóng tiền nghe mẹ đang hướng dẫn mình liên hệ với chỗ salon á, mẹ nó mua chỗ Kim Điệp để phải lại chi cục thuế đóng thuế thu nhập cá nhân, tại cái này giống như trúng số phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Và thuế trước bạ thì như thường lệ rồi, mình mua xe thường thì cũng phải đóng thôi, chứ không phải là trúng rồi người ta giao nguyên xe sẵn cho mình. Đó, rồi mình phải đóng thuế rồi mới lấy bản số được. Thì mình đại diện anh em thỏa thuận cho mình đại diện mình đi lấy bản số tại hộ khẩu với huyện á, lấy bản số cho nó rẻ tiền xong rồi bán lại, chứ không có nhu cầu sử dụng xài. Xe đề mới thấy cũng đẹp đó, xe màu đỏ. Từ cái ngày chương trình khuyến mãi là ngày 14 tháng 3 tới bữa nay là ngày 22 tháng 3 là 8 ngày là trúng được 3 chiếc rồi đó. Ở thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang không đó. Mình là cái người trúng chiếc đầu tiên á. Tại vì mình khui trúng ngày 11 tháng 3. Rồi tới ngày 14 mình mới đưa cho cái chỗ mình mua bia đó. Người ta hướng dẫn mình rồi mấy em bên công ty bia này liên hệ. Nó hẹn mình bữa nay ra để trao xe nè. Trao thêm 2 chiếc kia nữa là tổng cộng bữa nay trao 3 chiếc xe đó. Tổng cộng là tới 88 chiếc là chia cho 14 tỉnh đó. Kiên Giang chắc uống nhiều cho nên mấy ngày rồi được 3 chiếc ở thành phố Gạch Giá không. Cây bia Bivina này là nó chung hãng bia của Heineken đó. Bây giờ 3 người trúng giải thì bắt đầu nhận xe, chạy xe về. Rồi sau đó đi đóng thuế đồ này kia rồi mới cấp biển số. Thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Yeah.
Yeah.